swallow won't get a spring. Swallows flocking in the sun warming. Giọng hát ngọt ngào du dương này chính là giọng hát của cô giáo Bạch Thùy Linh, người vẫn được biết đến với nghệ danh Nguyệt Ca. Với tình yêu trẻ nhỏ, yêu âm nhạc, tâm huyết mong muốn lưu giữ, quảng bá và lan tỏa giá trị của những bài ca đi cùng năm tháng đã gắn liền với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam, cô giáo Bạch Thùy Linh đã cùng với các đồng sự thực hiện dự án chuyển ngữ các bài hát này sang tiếng Anh. Bên cạnh lợi thế là các giai điệu đã quá gắn bó với trẻ em Việt Nam, dễ nhớ, dễ thuộc. Việc lựa chọn từ ngữ, văn phong dịch lời các bản nhạc sang tiếng Anh phần nhiều lại là thử thách. Làm sao để bản tiếng Anh vừa sát nghĩa với bản gốc, vừa mang được tinh thần và thông điệp mà nhạc sĩ gửi gắm qua bài hát. Âm thanh điệu của bên Việt Nam và nước ngoài nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như trong tiếng Anh thì nó chủ yếu nó chỉ có 2 dấu thôi, nhưng mà trong tiếng Việt của mình thì lại có rất nhiều loại dấu. Và cái ngôn ngữ của mình nó cũng trầm bổng nữa, cho nên là cũng khó. Rất may mình gặp được bạn Nguyệt Ca, và bạn ấy là cái người mà bạn ấy có thể hát được. Bạn ấy có là giáo viên tiếng Anh, bạn cũng hiểu về ngôn ngữ và bạn có hiểu về thanh nhạc, thì bạn ấy tham gia được với mình, thì là hai người hay kết hợp với nhau. Lần lượt những ca khúc Cho Con, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Chỉ Có Một Trên Đời và nhiều ca khúc khác nữa đã và sẽ ra mắt khán giả trong những ngày tới, mang theo rất nhiều tình yêu dành cho tuổi thơ và âm nhạc Việt Nam. Đời sống của những ca khúc đã đi cùng năm tháng sẽ tiếp tục được nối dài, được yêu thích và được hát lên bởi những thế hệ hôm nay, và rất có thể bởi cả những người bạn quốc tế yêu mến và muốn tìm hiểu về âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phụ Nữ Là Để Yêu Thương. Và với những giai điệu đầu tiên của chương trình, hẳn quý vị cũng như Hồng Minh đều cảm thấy rất là thú vị, bởi đó là bài hát cánh én tuổi thơ, nhưng không phải là phiên bản tiếng Việt mà là phiên bản tiếng Anh qua giọng hát của Bạch Thùy Linh. Bạch Thùy Linh cũng là một trong những người ấp ủ một mong muốn lan tỏa giá trị những bài hát đã gắn liền với thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chị cũng là khách mời của chương trình ngày hôm nay, và đồng hành với chị là cô giáo Dương Thị Thu Huyền, giảng viên khoa quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời hai khách mời cùng lên sân khấu của chương trình. Xin chào chị Hồng Minh. Chào Thùy Linh, chào Thu Huyền. Khi mà Hồng Minh nghe bài hát Cánh Én Tuổi Thơ phiên bản tiếng Anh ấy, mình cảm thấy như mình đang sống ở hai thế giới. Một là thế giới này rất là hiện đại này, với tiếng Anh đã trở nên quen thuộc với mọi người. Và một nửa là mình của cách đây 15-20 năm, khi còn là một bé gái và say sưa theo giai điệu của những bài hát như vậy. Và tự nhiên mình thấy tò mò là tại sao các bạn lại có ý tưởng với dự án là chuyển ngữ những cái bài hát thiếu nhi của Việt Nam sang tiếng Anh? Thực ra thì là một giáo viên dạy tiếng Anh, cũng như là một người mẹ nữa, và còn có một cái đam mê ca hát nữa. Rất là đau đớn một cái điều rằng là trẻ em ngày nay, những học sinh của mình thì hoàn toàn không có một cái kỷ niệm về tuổi thơ bằng những cái bài hát và những cái giai điệu trong trẻo như là thời chúng mình. Mình cũng không biết làm thế nào để mà cải thiện cái điều đấy. Thì tình cờ có một người bạn tên là Vũ Trung, và anh thì có một cái sở thích là dịch những ca khúc nhạc Trịnh ra tiếng Anh. Và hai anh em thường xuyên trao đổi với nhau để mà chia sẻ và chỉnh sửa những cái bản dịch sao cho nó có thể hát lên một cách mượt mà. Và sau đó thì anh Trung chuyển sang dịch những ca khúc thiếu nhi, và Nguyệt Ca là người đầu tiên mà được nhận những cái bản dịch đó. Tuy nhiên thì cũng chỉ giữ nó như vậy thôi, thỉnh thoảng đem đi hát giao lưu ở những cái hội thảo dành cho các cha mẹ và các con. Và nhận thấy rằng là mọi người rất là hưởng ứng. Và cuối năm ngoái thì Nguyệt Ca thu cái bài hát đầu tiên là thành một cái bản thu hoàn chỉnh và đưa lên mạng xã hội để tặng cho cậu con trai của mình nhân dịp sinh nhật. Và mọi người hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt, cũng như là truyền tay nhau. Đến ca khúc thứ hai là Cánh Én Tuổi Thơ, cũng là ca khúc mà chị Hồng Minh vừa mới nghe vừa rồi, thì lại càng được mọi người khích lệ hơn nữa. Và một cái điều nữa đấy là Nguyệt Ca có những cái người bạn sinh sống ở nước ngoài, hoặc là lấy chồng, lấy vợ người nước ngoài. Họ luôn luôn băn khoăn một cái điều rằng làm thế nào để giữ được tiếng Việt cho con. Làm thế nào để mà tìm cho con những cái cách học tiếng Việt mà nó không bị nhàm chán. Họ cũng rất là yêu thích những cái bản dịch, những cái ca khúc đó. Và đấy chính là những cái động lực là giúp cho chúng tôi có thể tiếp tục được. Và tới bây giờ thì chúng tôi đã phát hành được 4 ca khúc rồi, và chuẩn bị phát hành ca khúc thứ 5. Và Hồng Minh hy vọng là cái con số đấy càng ngày nó còn được tăng lên, và sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia vào dự án của các bạn.
Và chị Huyền đây là người rất là thân thiết đối với Linh. Thì Linh có bao giờ gửi những cái bản dịch hay những cái bản thu cho chị Huyền không? Và chị Huyền, chị có phải là những người đầu tiên được nàng ấy cho thưởng thức không? Thực ra thì có lẽ em là một trong những cái người bạn đầu tiên được nghe những cái bản thu mộc của Linh khi mà Linh bắt đầu cái dự án chuyển ngữ những cái bài hát tiếng Việt sang tiếng Anh. Em cảm thấy rất là vui mừng khi mà không những là những bố mẹ nghe những bài hát đó cảm thấy cảm động và yêu thích, một lượng lớn các em bé nhỏ thích tiếng Anh và thích cô Vượt Ca từ trước cũng phản ứng rất là tích cực đối với những cái bài hát đó, và đã có những cái nhóm phụ huynh họ muốn xin cái bản bản lời này, rồi họ muốn xin bản karaoke của những cái bài hát đó. Thì đấy sẽ là cái câu trả lời mà em nghĩ rằng khách quan nhất đối với cái ảnh hưởng của dự án này đối với cộng đồng phụ huynh và học sinh. Và bây giờ là phút mà Linh ơi, Linh nói về những vất vả và khó đấy đi. Tại vì hơn ai hết là người trong cuộc, Linh sẽ biết rất rõ những điều gì mình và những cộng sự đã phải trải qua để có thể kiên nhẫn thực hiện được dự án này. Thực ra thì Linh là một người làm cộng đồng, làm các cái hoạt động cộng đồng và công tác xã hội từ rất là sớm. Khi mà mình đã làm một cái gì đó mà nó xuất phát từ cái đam mê của mình thì mình sẽ có nhiều cái năng lượng hơn. Bản thân dự án này cũng thế. Trong dự án thì có anh Vũ Trung là người đóng góp về mặt bản dịch. Từ tác phẩm thứ 3 thì bọn mình mời thêm chị Hồng Đinh là một giáo viên tiểu học đang dạy ở Mỹ và cũng là một tác giả của hai cái cuốn sách về giáo dục rất là nổi tiếng. Và chị Hồng Đinh thì đóng góp đứng ở cái vai trò là hiệu đính, giúp cho cái bản dịch nó hay hơn và mượt mà hơn. Chị Hồng Đinh thì ở Mỹ và trái múi giờ, tức là mấy anh em thường là chat với nhau từ cái khung giờ khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là chúng tôi bắt đầu sáng tác nghệ thuật. Vâng, đúng rồi ạ. Thế còn toàn bộ tất cả những cái chi phí sản xuất khác thì từ cái việc là mời nhạc sĩ để phối bài này, rồi đệm nhạc, làm nhạc đệm này, rồi là thu âm này, thuê họa sĩ để mà thiết kế những cái ấn phẩm, rồi làm video, tất cả những cái đó thì Linh đều tự bỏ tiền túi ra. Mà thực ra thì tiền Linh nghĩ rằng nó cũng không quá quan trọng, mà cái quan trọng ở đây chính là thời gian mình bỏ ra để là mà làm một cái ca khúc như thế rất nhiều. Đầu rất tư nhiều về tài chính là một khó khăn nhưng không phải là khó khăn lớn nhất đúng không ạ? Một cái khó khăn thứ hai nữa mà Linh phải đối mặt đấy chính là thời gian. Thực ra khi làm thì Linh hồn nhiên lắm. Không quá là toan tính những cái việc là Sẽ được cái gì, mình sẽ được cái gì hoặc là tại sao mình lại phải vất vả như thế này. Ở một góc độ nào đấy thì những cái người mà nhiệt tình này, hay thích làm việc cộng đồng này, không suy nghĩ nhiều, không toan tính, người ta cứ hay đùa gọi là người vác tù và hàng tổng đó. Đã ai nói với Linh như thế bao giờ chưa? Thực ra không cần mọi người nói thì Linh đã tự nhận cái điều đấy từ rất lâu rồi. Tự biết và hạnh phúc với vai trò đấy đúng không? Đúng rồi. Trong cuộc sống, Bạch Thùy Linh không chỉ là cô giáo dạy tiếng Anh giỏi nổi tiếng tại Hà Nội một thời với các trang web hocmai.vn hay tham gia giải trực tiếp các đề thi tiếng Anh vào đại học, mà chị còn rất đam mê tham gia các dự án cộng đồng không đồng để gìn giữ cũng như lan tỏa các giá trị văn hóa. Nhìn một Bạch Thùy Linh nhiệt tình, đam mê ca hát, luôn vui vẻ lạc quan như vậy, thì ít ai biết rằng chị là mẹ của một em bé mắc hội chứng tự kỷ. Đầu tiếp nhận bé ông từ khi bạn 2 tuổi rưỡi, và khi mà thấy ông không chơi với các bạn ấy, rồi là ông cấu các bạn, rồi ông đi vào phòng ông có thể dẫm lên các bạn mà kiểu như là không biết là có người đấy, thì bạn ấy luôn luôn muốn tìm cảm giác ấy, để thoải mái bằng việc cắn người khác, cắn các bạn khác, cắn cấu. Và gần như lúc đấy ông không có phản hồi bất kỳ thông tin gì, thì bắt đầu là ông được đưa đánh giá. Và ở thời điểm đấy thì ông được đánh giá là thuộc dối loạn khổ tự kỷ. Và lúc đấy thì mẹ cũng sốc, gần như kiểu như là không phản hồi gì, gần như là không thể tin nổi ấy. Bị sốc nặng, nhưng rồi để giúp con, chị Linh đã tự vực dậy bản thân mình, từ từ từng bước bò lên khỏi vực sâu khủng khiếp đó. Chị đã dừng tất cả các hoạt động của trung tâm dạy tiếng Anh của mình, dừng việc kinh doanh quán cà phê. Chị lao vào tìm kiếm, tra cứu tài liệu về hội chứng tự kỷ từ mọi nguồn khác nhau, từ trong nước cho đến nước ngoài. Chị công khai việc bị bệnh của con để mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tìm lời khuyên từ tất cả những bậc cha mẹ có con tự kỷ, và dần dần tự tìm cho mình một giáo án phù hợp nhất với bé ong.
khi có một đứa con như thế này thì không có ai đủ dũng cảm để mà nói với mọi người rằng con tôi bị khuyết tật đó. Thế tức là cô thấy rằng mẹ ông phải đối diện với việc đó, nhất là một người cũng được coi là của công chúng, cũng là một người công chúng, thì việc mà để mà mọi người hiểu con mình bị như thế cũng là một cái khó khăn. Mình thấy rằng là cái quan trọng nhất của mẹ ông là mẹ bạn ấy vượt qua được cái chính bản thân mình. Và thực tế rằng cuộc chiến đấu với ông ấy là một cuộc câu chuyện rất là dài. Chỉ có mẹ với cô với những người trong gia đình là người hiểu rất rõ. Bởi vì thực sự có rất là nhiều lần mẹ bạn cũng giấu nước mắt đi. Luôn luôn tìm hiểu xem con muốn gì, tại sao lại như thế, và tìm mọi cách để xoa dịu cảm xúc của con bằng tình yêu thương là cách mà chị Thùy Linh đang giúp cho cậu bé tự kỷ của mình bằng sự kiên nhẫn từng ngày một. Đôi khi chúng ta vẫn nghĩ một cách đơn giản là những ai đó gặp những cái khó khăn, những nỗi lo cho con cái nặng gánh như thế thì thường sẽ đau khổ hay là kêu ca, hay đôi khi cảm thấy mình không còn những cái lạc quan vào cuộc sống tương lai. Nhưng mà rất là cảm ơn Linh vì Linh luôn truyền được một cái cảm hứng rất là tuyệt vời đến với cộng đồng và đến cả với con của mình nữa. Linh có thể tâm sự lại với Minh và khán giả của Phụ Nữ Là Để Yêu Thương những cái cảm xúc, những suy nghĩ của Linh khi đón nhận thông tin về vấn đề mà con mắc phải không? Thực ra thì Linh nghĩ rằng là ông bố bà mẹ nào khi mà sinh một đứa con ra thì chúng ta cũng đặt rất nhiều hy vọng vào con cái của mình. Và khi con mình hắt hơi sổ mũi, sức chân sức tay thôi, chúng ta cũng đã rất là lo lắng rồi. Và thời điểm năm 2014, lúc đó thì Linh cũng chưa biết nhiều về hội chứng tự kỷ. Và mình nghĩ rằng tự kỷ là gì? Là ngồi thu lù một góc, không giao tiếp với ai cả. Cả xã hội sẽ xa lánh con sẽ không thể chơi được với ai cả. Con cũng không thể lớn lên một cách bình thường được. Và Linh rơi vào cái cảm giác hoang mang như vậy. Nhưng thực sự thì Linh nghĩ rằng là Linh là người khá là may mắn. Bởi vì lúc đó thì Linh có gặp được một người mẹ. Người mẹ có cậu con trai. Và cậu con trai của chị ấy thì bây giờ đã là sinh viên năm thứ nhất đại học RMIT rồi. Và cậu con trai cũng mắc chứng tự kỷ. Và người mẹ đó đã chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm, cho mình mượn những cái quyển giáo án, một cái chồng giáo án rất rất là dày. Và kể lại cho mình cái hành trình là chị đã giúp con như thế nào từ 17 tháng cho đến bây giờ. Và xác định cho mình cái tinh thần rằng đó là một cái cuộc chiến vô cùng dài hơi. Và sau đó thì mình bắt đầu từ từ, giống như là một cái người mà rơi xuống vực, sau đó mình bò lên, mình mỗi ngày mình lại bò lên, nhích lên một chút. Nó là một cái quãng thời gian rất là khủng khiếp. Ngay cả khi mà Linh đã cảm thấy rằng là mình đã có một cái con đường le lói một chút sáng để mình có thể bám theo được, thì cái câu chuyện để thực hiện nó cũng không hề đơn giản. Và cái điều cuối cùng mà Linh học được tới bây giờ, đấy là hành trình hơn 7 năm đồng hành cùng với con, thì đó là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện. Phải là những người ở trong hoàn cảnh gặp những cái khó khăn thử thách giống như là Linh thì mới thấy là một ngày nó dài lắm, đúng không? Một phút nó dài lắm. Bởi vì câu chuyện nó vẫn còn đấy, vấn đề nó vẫn còn đấy, mà với ai? Với cái đứa con của chính bản thân mình. Và trên hành trình mà chúng ta tìm lại đến cái sự bình tâm, trên hành trình mà chúng ta tìm lại được cái bản lĩnh để đi tiếp, thì sẽ có những người bạn. Chắc là lúc đấy chị Huyền cũng là một trong những người bạn ở bên cạnh để đồng hành và chia sẻ với Linh, đúng không? Thực ra thì người ta nói rằng là khi mà mình có một đứa con ấy, có nghĩa là mình sẽ phải xác định rằng là trái tim của mình nó ở bên ngoài lồng ngực. Có nghĩa là mình không biết nó rớt xuống lúc nào. Chỉ có điều là những cái khó khăn của Linh phải trải qua có lẽ là nó thường lên đến đỉnh điểm. Rất may là Linh là một cái người mà hiếm khi từ bỏ. Thì thay vì từ bỏ, nói rằng là tôi không muốn tiếp tục hoặc là tôi chấp nhận là tôi thua, thì Linh lao vào học hỏi. Và từ đó thì Linh không những dùng cái kiến thức mà mình học được đó để nuôi dạy và lên những giáo án đặc biệt cho ông, mà Linh còn đã giúp rất nhiều các bà mẹ mà có con tự kỷ khác có thêm một cái niềm tin rằng là con mình đặc biệt và con mình có thể đi tiếp. Cảm ơn Huyền. Mình thích cái cách mà Huyền hay là Linh vừa nãy nhắc đấy, đấy là con đặc biệt. Bởi vì khi tiếp cận như vậy thì có lẽ chính bản thân chúng ta cũng đang truyền cho con một cái sự tự tin. Nhưng có một thực tế mình thấy như thế này, với nhiều bố mẹ, ngay kể cả việc là chấp nhận một cái lời khuyên cho con đi kiểm tra đi cũng đã là rất khó khăn rồi. Thêm một bước nữa là nếu như có đi kiểm tra và nếu con có vấn đề, không phải cha mẹ nào cũng sẵn sàng công khai những cái điều đấy. Vậy tại sao Linh lại quyết định công khai cái câu chuyện này của ông?
Thật ra thì bản thân Linh cũng là một người làm về giáo dục, cũng tiếp xúc với rất nhiều những bạn nhỏ có những cái điểm khác biệt hơn một chút so với những bạn khác, và cũng đã cảm hóa được những bạn đó bằng tình yêu thương, cũng như là một người làm việc cộng đồng thì Linh nghĩ rằng là không có gì tốt hơn là việc chúng ta hãy thẳng thắn và công khai những cái khó khăn của mình, bởi vì biết đâu thứ nhất là chúng ta có thể gặp được những người có chung hoàn cảnh với mình để giúp đỡ mình. Thứ hai là nếu chúng ta giấu, chúng ta cũng không thể giấu cả đời được. Vậy thì thay vì cái việc là giấu những cái khó khăn của con thì chúng ta hãy giúp cho con, trang bị cho con những cái kỹ năng để con có thể hòa nhập được, con có thể chung sống và được công nhận, được mọi người công nhận. Bởi vì nếu như bản thân mình không dám công khai chuyện đó, không nói về chuyện đó như một thứ là mình đang thực sự đang phải đối diện, thì dường như mình cũng chưa thực sự sẵn sàng chấp nhận tình trạng của con. Và khi mình còn tìm cách trốn nó, giấu nó, thì mình rất khó truyền được cái khả năng là chấp nhận vấn đề của bản thân mình của con và giúp con có thể mạnh mẽ đối diện và vượt qua nó. Và mình đang chưa hình dung hết được là Linh đã cùng với con vượt qua những ngày đó như thế nào. Bắt đầu thì Linh không có được cái sự bình tâm như vậy đâu. Nhưng sau khoảng 2 năm thì Linh cảm thấy rằng là con có thể làm được rất nhiều điều. Chỉ có điều rằng là con cần nhiều thời gian hơn những bạn nhỏ khác. Ví dụ như là một cái hành động các bạn khác rất là nhanh thì đối với con của Linh thì mất thời gian như thế nào? Ví dụ như việc mà hướng dẫn con để mà biết gọi khi muốn đi vệ sinh, hay là muốn xử lý trong nhà vệ sinh như thế nào, có thể hướng dẫn với các bạn nhỏ khác sẽ là 10 lần, 15 lần, nhưng với ông có thể là cả trăm lần, cả nghìn lần. Rồi phải luôn luôn đối mặt với cái việc là con có thể xảy ra sự cố bất kỳ lúc nào. Thực ra thì Linh luôn luôn đếm và kể là hôm nay ông đã làm được những cái điều như này, như này, như này. Nhưng thực ra thì em luôn luôn nhắc Linh một điều rằng là mỗi một em bé sẽ có một cái tốc độ phát triển khác nhau. Thế cho nên là cái việc đi vệ sinh ấy, tương tự như vậy với việc hứng thú với việc học hay là đặt câu hỏi hoặc là tốc độ ngôn ngữ. Thế nên là Linh phải có một cái yên tâm rằng là những cái khó khăn mà Linh đang trải qua khi mà nuôi dạy ông, tất cả các ông bố bà mẹ khác đều trải qua. Và cái việc mà Linh lo lắng buồn sầu rồi là có những cái thất vọng rơi xuống đáy, thì những cái cảm giác đó tất cả những người nào khi làm bố mẹ và quan tâm đến việc giáo dục con cái đều phải trải qua. Nên là Linh chỉ trải qua đặc biệt hơn chút thôi, tần suất nhiều hơn thôi, tần suất nhiều hơn thôi này, và cường độ cao hơn thôi, đúng không? Khó nhưng hơn. Mà đã khi nào Linh cảm thấy là mình bất lực? Chị hỏi là có bao giờ Linh Linh bất lực không? Thì em sửa lại câu hỏi là chị phải hỏi là tần suất bao lâu, thì bao lâu một lần Linh ôm đầu đập đầu vào gối một lần. Đỉnh cao của Linh sẽ là đạt mức thăng hoa vào lúc 6 tuần và rơi vào bình lặng khoảng 8 tuần, và đến tuần thứ khoảng 12 thì Linh sẽ lên một cơn điên. Lúc đấy Linh muốn bỏ nhà đi nhưng mà không biết đi đâu, xong lại ở nhà. Không biết đi đâu gọi điện cho Hiền. Thực ra thì Linh nghĩ rằng là ai cũng vậy, cũng có những cái cảm xúc như vậy khi nuôi con. Chỉ có điều là ông trời muốn thử thách mình và cho mình cái tần suất nhiều hơn thôi. Và với Linh thì cái khoảnh khắc mà nín thở nhất đấy chính là cái giai đoạn, cái lúc mà khoảng 4 giờ chiều. Đấy là khi mà con chuẩn bị, con bước ra khỏi cổng trường và luôn luôn cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, luôn luôn chờ đợi một cái cuộc điện thoại hay là tin nhắn của cô giáo. Và vượt qua cái khoảnh khắc đấy mà không có cái tin nhắn nào thì tức là hôm đấy mình sống sót. Và con không gây ra cái việc gì ở trường, con không đánh bạn nào, hay là con không bùng nổ cảm xúc một cái cơn giận nào đấy chẳng hạn. Thì nó luôn luôn là cái cảm giác mà mình không thể nào mà quên được, cái cảm giác tim đập nhanh vào lúc 4 giờ chiều. Và một năm thì chắc là cỡ khoảng 10 tháng là như vậy. Và không chỉ thế, mình còn được biết là Linh còn đồng hành với những cái người cha người mẹ cũng có con gặp cái hội chứng tự kỷ giống như là bé ong của nhà Linh. Và hiện nay thì Linh đang có những cái chia sẻ như thế nào để những cái người bố người mẹ khác cũng có được một cái động lực để vượt qua những thử thách mà ông trời đang dành cho mình? Ở trong tổ chức gọi là VAN, tức là mạng lưới tự kỷ Việt Nam, thì Linh luôn luôn sẵn sàng tham gia. Cái công cụ tốt nhất của mình thì chính là mạng xã hội. Chỉ bằng cái việc là chia sẻ những cái câu chuyện hàng ngày của con thôi, con đã làm được điều gì, một điều rất rất là nhỏ, như là hôm nay con nói được, con dùng được một cái từ bất khả chiến bại chẳng hạn, thì cũng đã làm một câu chuyện rồi. Và suốt 7 năm như vậy thì ở trên trang cá nhân của Linh thì có rất nhiều cha mẹ họ âm thầm nhắn tin cảm ơn mình bởi vì những cái câu chuyện rất nhỏ của mình. Cảm giác mà đâu đó mình biết rằng là đâu đó vẫn có người cần mình thì nó rất là vui. Và đúng thực rằng là hiện tại cũng thế, tức là cứ 1-2 tuần thì Linh lại nhận được một vài những cái tin nhắn, có thể là của những cha bậc cha mẹ mới biết về vấn đề của con, họ cũng rất là hoang mang.
và nhiệm vụ của mình đấy là mình chia sẻ cho họ về cái giai đoạn mà mình đã vượt qua như thế nào, và lắng nghe câu chuyện của họ cũng là một cái cách để mà mình so chiếu bản thân mình, thấy rằng mình cũng cần phải mạnh mẽ hơn và thấy rằng có vẻ như mình cũng may mắn hơn. Phải là những người trải qua những hoàn cảnh như thế thì mới thấu hiểu được cái giá trị của mỗi một cái may mắn dù rất là nhỏ thôi nó đến với mình như thế nào, và thấy được cái niềm hạnh phúc trân trọng mỗi cái tiến bộ của con, dù chỉ là hôm nay nói được một câu này, nói được một cụm từ hay này, bất khả chiến bại, đúng không? Và Hồng Minh nghĩ là khi bản thân người cha người mẹ khi biết trân trọng từng cái tiến bộ của con thì cũng sẽ tìm thấy cái hạnh phúc, tìm thấy động lực để có thể giúp cho con, đồng hành cùng với con. Sau hơn 7 năm với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ Thùy Linh, bé Ong ngày hôm nay đã có những tiến bộ vượt bậc. Bé có thể sử dụng được 70% ngôn ngữ so với những người bình thường. Và đặc biệt, với kinh nghiệm dạy tiếng Anh, mẹ Thùy Linh đã mở ra cho con một cánh cửa mới là tiếng Anh. Hello everyone, my name is Hải Phong. Today, talk about the water cycle. Ông có thể sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, để biểu hiện cảm xúc, để thuyết trình về tên lửa, niềm đam mê của cậu. Bé Ong cũng có khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh rất tốt. Bé có thể nhớ và vẽ được bản đồ thế giới, lắp ghép được những mô hình phức tạp với độ khó cao. Mặc dù thế, với mẹ Thùy Linh, hành trình chiến đấu với hội chứng tự kỷ của con vẫn luôn là hành trình dài, không lúc nào được phép lơi lỏng. Thực sự là ông là một bạn rất là thông minh và rất là nhanh nhẹn. Nhưng cái vấn đề lớn của ông, nó vấn đề đặc trưng, nó vấn đề về tính dập khuôn cũng như là cái vấn đề hành vi của bạn đấy. Cái thời gian đầu tiếp cận với bạn đấy thì cực kỳ cũng rất là khó, gần như là bạn sẽ không hợp tác. Và bạn ấy thường thì bạn ấy sẽ chỉ chơi theo cái ý thích của bạn ấy thôi. Và bạn ấy rất khó để có thể hòa nhập với các bạn khác. Và bạn ấy gần như là bạn không thích chơi với ai, bạn chỉ thích cái đồ chơi của bạn ấy. Và đến bây giờ thì em thấy là con tốt lên rất là nhiều, kể cả là cái vấn đề ngôn ngữ cũng như là cái tương tác và hành vi của con. Con nghe lời các cô hơn và con hợp tác hơn, và cũng như là con chủ động phối hợp với các cô. Con duy trì được cái thời gian như vậy là khá là tốt rồi. Để cho con có một môi trường tốt nhất giúp con chữa bệnh, vợ chồng chị Thùy Linh đã quyết định bỏ phố lên rừng, về gần trường để con đi học thuận lợi hơn, không vất vả như trước nữa. Bạn Ong thì nói thật là từ hồi về đây bạn ấy chưa ốm lần nào. Đấy là một cái điều đáng quý, và bạn sức khỏe thì cả nhà thì được nâng lên rõ rệt. Các nhà hàng xóm có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với bạn Ong, thậm chí là học cùng trường. Thì buổi sáng là có thể một người đi học hết cả đám trẻ, xong rồi chiều lại đón về. Rất vui, xong rồi về đây thì bọn nó chơi với nhau, bọn nó trải khắp cả khu luôn. Khoảng gần chục đứa trẻ. Chung là cái thời gian mà chúng nó chơi với nhau thì sẽ nhiều hơn, nó có không gian nó chạy. Chị luôn nói rằng mình vẫn thật may mắn khi trên hành trình gian nan này luôn có chồng bên cạnh cùng gánh vác và sẻ chia. Thực ra thì như các bạn như bạn Ong thì vai trò của gia đình thì là lớn nhất. Vai trò của gia đình thì bố mẹ là người gần nhất, nhưng mà xung quanh còn ông bà, cô dì chú bác, rồi hàng xóm. Thế nên nhà mình cũng phải nói chung làm công tác tư tưởng cho tất cả hàng xóm quanh đây và các bạn nhỏ quanh đây đi. Cũng phải hướng dẫn để chơi được với bạn Ong. Với hàng xóm cũng phải nói chuyện với người cũng hiểu. Làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho con và cho chính bản thân mình? Đó là câu hỏi luôn đau đáu trong lòng chị. Với những người mẹ có con tự kỷ như chị, thì những tiến bộ dù là nhỏ nhất của con cũng khiến họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và coi đó như những phần thưởng quý giá và trân trọng đón nhận. Chị luôn cho rằng nuôi con tự kỷ là một cuộc chiến, và không có chiến binh nào lợi hại bằng chính người mẹ. Sau 7 năm rồi nhỉ, 7 năm đồng hành cùng với bé Ong, con bây giờ thì cũng đã 9 tuổi và đã có những cái tín hiệu rất là tích cực, con đã có những sự tiến bộ. Thì đến giờ này, theo Linh, điều gì là quan trọng nhất đối với người làm cha làm mẹ khi con gặp phải những cái khó khăn như vậy? Cái điều đầu tiên đấy là cha mẹ phải vượt qua được định kiến của bản thân mình
và của xã hội. Nghĩa là dám thừa nhận vấn đề. Dám thừa nhận vấn đề. Nhưng Linh nghĩ rằng cái quan trọng hơn đấy chính là các bậc cha mẹ phải xác định một điều rằng cha mẹ mới là người giúp con thay đổi. Không có trung tâm nào hay phương pháp nào hay chuyên gia nào có thể giúp được con bằng người cha và người mẹ. Có thể hiểu con được bằng cha mẹ. Nếu cha mẹ không xác định rằng phải bỏ thời gian, phải bỏ công sức ra thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ giúp được con. Và đó cũng không phải là một hành trình ngắn. Chúng ta cần phải xác định nó là một hành trình rất dài. Nó sẽ theo chúng ta đến tận cuối cuộc đời. Cái sự đồng hành của cha mẹ đối với các con không chỉ quan trọng đối với những em bé mà gặp những vấn đề đặc biệt khó khăn như là bé Ong của nhà Linh, mà với tất cả các bạn nhỏ khác, đúng không chị Huyền? Có một cái điều mà em rất là trân trọng cái việc Linh làm, đấy là ở một cái khía cạnh nào đó, những cái chia sẻ của Linh, câu chuyện hàng ngày của Ong ấy, rất là có giá trị với những gia đình có hoàn cảnh trung lưu trở xuống và những gia đình mà không ở những thành phố lớn, bởi vì họ có thể nhìn thấy dạy cho con theo sơ đồ tư duy như thế này làm được, bằng cách như thế này thì làm được. Thì những cái chia sẻ đó của Linh nó chính là những cái ví dụ thực tiễn hàng ngày đang áp dụng trên một em bé tự kỷ. Nếu những ai mà theo dõi Linh từ lâu á, họ có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của Ong từ tháng này sang tháng sau, hoặc là từ năm này sang năm sau. Còn nếu như mà không có sự chia sẻ đó của Linh, mà sự chia sẻ này là cực kỳ can đảm, thì có lẽ rằng là họ sẽ cảm thấy rất là khó. Bởi vì sách giáo khoa chỉ cho họ rằng là đây là dấu hiệu của tự kỷ, và cách là 1, 2, 3, 3 cái chấm đầu dòng không thể nào có thể giải quyết được những cái tình huống phát sinh hàng ngày. Thế thì đấy là một cái suy nghĩ mà em cho rằng là cái giá trị mà những cái câu chuyện Linh chia sẻ. Rất là cảm ơn Linh, cảm ơn Huyền đã đến với chương trình Phụ Nữ Là Để Yêu Thương và chia sẻ với Hồng Minh cũng như khán giả của chương trình hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất mà Minh nghĩ rằng là để lại trong lòng Minh một ấn tượng rất là sâu sắc, rất là nhiều dung cảm, và bản thân Minh cũng có rất nhiều bài học vì mình cũng là một người mẹ. Đấy chính là cái hành trình đồng hành cùng với con. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện rất là ngọt ngào, rất là vui về những bài hát có thể nói là kinh điển của thiếu nhi Việt Nam đang được Linh và những cái cộng sự của mình chuyển thể sang tiếng Anh. Và Minh chúc cho cả hai dự án của một người mẹ can đảm và dự án của một người ca sĩ Nguyệt Ca, và dự án của một tình bạn rất là sâu sắc của hai người, ba dự án đấy ạ, sẽ luôn luôn thành công, sẽ luôn có trái ngọt và luôn có nhiều niềm vui. Cảm ơn hai bạn đã đến và chia sẻ với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi trò chuyện này bằng việc mời Linh, mời Nguyệt Ca hát một bài hát do chính các bạn đã chuyển thể sang tiếng Anh, có được không? Chắc chắn là được rồi. Linh sẽ gửi tới chị Hồng Minh cũng như là tất cả các quý khán giả của chương trình Phụ Nữ Là Để Yêu Thương một ca khúc về mẹ, chính là ca khúc Chỉ Có Một Trên Đời của nhạc sĩ Trương Quang Lục. In the sky, thousands of stars shine. On this field, the rice is swinging. Wild birds sing different songs, and flowers come in numerous colors. There's just only one sun in life. Mom, you are the only as the sun. There's just only one sun in life.